con. Tuần qua cô Tiên nghe ba mẹ nói cái con học ở nhà rất ngoan. Vì thế hôm nay cô Tiên có một thí nghiệm nhỏ vui dành cho các con. Trước khi vào thí nghiệm thì cô mời các con xem qua những hình ảnh này nha. Nhìn xem, các con có nhìn thấy gì trên bầu trời không? À đúng rồi, đó là cầu vồng đó các con. Cầu vồng thường xuất hiện sau mưa. Ở chủ đề gia đình này thì các con đã được học rất nhiều bài thơ nè, bài hát nè. Vì vậy hôm nay cô có một thí nghiệm vui dành cho các con. Lúc mình quay quần bên gia đình thì mình có thể cùng nhau thực hiện nhé con. Mình sẽ tận dụng những đồ dùng trong nhà để thực hiện thí nghiệm này đó các con. Bây giờ cùng xem thí nghiệm của cô chuẩn bị gồm những gì nhé. Thí nghiệm của cô có tên là cầu vồng trong lọ. Đầu tiên, cô chuẩn bị 5 cốc nước đánh số từ 1 đến 5 và cô cho lượng nước bằng nhau vào 5 cốc nước. Cô có ống xi lanh, màu nước và cô có một lọ đường. Bây giờ bắt đầu, cô cho 1 muỗng đường vào cốc nước số 1 và cô cho 2 muỗng đường vào cốc nước số 2, 3 muỗng đường vào cốc nước số 3. Và tiếp đến cô cho 4 muỗng đường vào cốc nước số 4. Tiếp tục như vậy, cô cho 5 muỗng đường vào cốc nước số 5. Rồi sau đó, cô dùng ống xi lanh lấy màu đỏ cho vào cốc nước số 1 và khuấy đều lên. Tiếp theo, cô sẽ lấy màu vàng cho vào cốc nước số 2 và cô cũng khuấy đều lên. Các con ơi, bây giờ tiếp đến, cô cho màu xanh lá vào cốc nước số 3 và cô sẽ khuấy đều lên nhé các con. Cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ cho màu xanh nước biển vào cốc nước số 4 và cũng khuấy đều lên. Cuối cùng, cô cho màu hồng vào cốc nước số 5 và cô cũng khuấy đều lên nhé các con. Bây giờ cô thu được 5 cốc nước có 5 màu: đỏ, vàng, xanh, xanh lá cây, nước biển và màu hồng, rất đẹp đúng không các con? Và cô bắt đầu dùng ống xi lanh lấy một lượng màu hồng từ cốc nước số mấy vậy con? À, màu hồng ở cốc nước số 5. Sau đó, cô cho từ từ vào lọ thủy tinh. Các con cùng nhìn xem. À, bây giờ tiếp theo, cô sẽ lấy màu xanh nước biển. Các con có nhớ màu xanh nước biển ở số mấy không? À, màu xanh nước biển ở cốc nước số 4. Cô cũng lấy một lượng bằng với một lượng màu hồng lúc nãy. Sau đó cô cũng bơm từ từ vào lọ thủy tinh. Các con ơi, màu xanh từ từ chảy xuống lọ, nhưng nó không hòa lẫn vào màu hồng mà nó nằm chồng lên nhau đó con. Trông rất đẹp phải không nào? Các con có biết vì sao màu xanh không hòa lẫn vào màu hồng mà nằm chồng lên nhau không? À, đó là vì lượng đường cô cho vào các cốc khác nhau nên nó sẽ không hòa lẫn vào nhau đó con. Các con cùng nhìn xem. Bây giờ tiếp tục, cô sẽ dùng ống xi lanh và lấy một lượng màu xanh lá cây ở cốc số 3. Cô cũng bơm từ từ vào lọ thủy tinh. Và các con ơi, nhớ là mình bơm bên thành lọ thủy tinh xuống. Các con nhớ cẩn thận để màu không bị hòa vào nhau nha. Màu nước rất là dễ dính vào quần áo, vì thế các con hãy cẩn thận khi chúng ta tiếp xúc với màu nước nha các con.
Bây giờ cô đố các con, sau khi cô bơm hết màu xanh này thì tiếp theo cô sẽ chọn màu gì? Bây giờ cô đã bơm xong màu xanh rồi đó. Nếu bạn nào đoán màu vàng là đúng rồi đó. Tiếp theo cô sẽ lấy màu vàng từ cốc số 2. Cô cũng làm thao tác như vậy. Sau khi cô làm xong màu vàng thì cô sẽ lấy màu đỏ. Các con có nhớ màu đỏ của cô ở cốc số mấy không? À, màu đỏ ở cốc số 1. Bây giờ cuối cùng là cô bơm màu đỏ vào lọ thủy tinh. Các con có thấy đẹp không? Các màu nằm xếp chồng lên nhau trông giống như cầu vồng. Thật đẹp làm sao? Bây giờ cô đã hoàn thành thí nghiệm và cô chúc các con cũng sẽ hoàn thành thí nghiệm nhé. Thí nghiệm của cô đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.